Xin chào mọi người. Năm nay mình được 42 tuổi. Và mình đã về hưu lúc 36 tuổi. Thì mình tạo cái nền tảng TikTok này. Và cũng giống như YouTube. Để mình chia sẻ những gì mình biết tới lúc này, trong trái đất này, cho bạn. Mình làm những cái video về hướng dẫn bạn làm sao có được tự do tài chính. Và những cái thứ mình chia sẻ cho bạn là mình đã đổ máu, mình học nó. Mình đã bước ra đường lúc mười mấy tuổi, trong một cái gia đình gọi là broken, gọi là ba mẹ không có ở chung. Bởi vì vậy mình lớn rất nhanh. Mình đã đi chiến tranh, đã đi biết bao nhiêu nước trên thế giới này. Giống như một là gọi là cái gì ạ? Tay ba lô. Thì mình làm rất là nhiều video hướng dẫn bạn làm sao có được tự do tài chính, làm sao đầu tư, làm sao có một tư duy mở, làm sao phát triển bản thân, làm sao. Rất là nhiều thứ mình học được. Và càng ngày thì mình cảm thấy mình càng ngu hơn. Bởi vì sau khi bạn học thì bạn mới biết là cái ly của bạn chưa có đầy. Và mình học nó hàng ngày. Học những thứ mới hàng ngày. Và mình đem những cái gì mình biết, mình chia sẻ cho bạn trên cái nền tảng YouTube. Những cái thứ nó nằm ở trong đây, nó là một cuốn sách mở mà bạn có thể đọc nó. Thì bạn hỏi là mình là đọc nó làm chi? Đọc nó để bạn khỏi bị chảy máu, bị mất củ, bạn khỏi mất thời gian, mồ hôi, sức lực. Bởi vì mình đã là người đã trải nghiệm nó rồi. Và cũng là thêm một cái lời chia sẻ luôn. Mình sẽ không bao giờ gọi vốn đầu tư hay là bất cứ một cái thứ gì mà người Việt Nam hay làm. Mấy cái người lừa đảo, mình không làm, mình không bao giờ gọi bạn.